Hồng Quang đi đâu rồi? Này, Trichy, Caron. Đó là Hồng Quang. Cổ và chân của Rachio hồi phục rồi. Là Hadi đã giúp đỡ chúng tớ. Đúng rồi, mà Acha Elteris đâu rồi? Acha Elteris? Mình không thấy nó. Đúng rồi, đã lâu cậu không quay lại. Tớ cần phải bế Rachio và đi chậm, nên tớ nhờ Acha Elteris đi tìm cậu. Vậy không biết nó có gặp phải đội săn không? Vậy chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm nó thôi. Chúng ta sẽ tìm thấy Acha Elteris ở đây chứ. Tớ không biết nữa, có thể có gì đó ở đằng kia. Đi xem thử đi. Ta thấy Acha Elteris rồi. Acha Elteris, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang làm gì vậy? Sao cậu ấy lại làm lơ tớ chứ? Acha Elteris bị thu hút bởi những thứ ở trước mắt nó kìa. Không biết là nó có bị ảnh hưởng bởi con khủng long bên cạnh không? Sẽ chiến đấu can đảm, kiểm tra xem đó là loài khủng long nào. Parasaurolophus là một loài khủng long ăn cỏ. Nó có một chiếc vương miệng dài và yêu cái đẹp. Nó thích nhìn mình trong gương. Có vẻ chúng đang soi gương cùng nhau rồi. Vậy thì chúng ta có thể cất chiếc rương đi. Teres, nhiệm vụ đó giao cho cậu. Ngoa, ngoa. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Quá. Bang bang. Bang bang. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Trishis cũng bị nó thu hút rồi. Hả? Nhưng Triceratops không bị thu hút. Triceratops của mình không tự tân bốc mình như chúng. Hả? Đuổi săn. Hả? Thả cậu ấy ra. Hôm nay chúng ta sẽ bắt T-Rex. Bác bán. Bác bán. Tớ không kéo được đuổi nó. Đuổi săn, dừng lại. Tất cả cùng kéo sợi dây đi. Quá, tớ không thể kéo mạnh hơn được nữa. Yellow. Ai đi luôn? Hoàng Giang. Tiêu. Hoàng Giang. Tì trẻ thoát rồi. Parasaurolophus cũng không tệ lắm. Stegosaurus đi thôi. Hả? Bây giờ là cơ hội của chúng ta. Xem đây. Chúng lại bắt khủng long rồi. Mình sẽ dạy cho chúng một bài học. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Mở khóa. Lên đi. Lên đi. Bonacanthus. Kiến sĩ bảo tát bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Gia đa. Bánh xe phải lưu sau lớp can đảm. Cẩn thận đồ đấy. Dài vô tận. Ngươi nên cẩn thận. Tiếng gầm kinh quang. Ma chi? Bola. Ta sẽ đánh bại ngươi.
đòn quỷ diệt. Robert, đừng lo, mình sẽ cứu cậu. Triceratops, lên đi. Sống lên đi, Tengosaurus, lên. Lĩnh vực tiến quá, mở quá. Lên đi, Tengosaurus. Xe chiến đấu kiếm sĩ bảo tát bắt đầu tiến quá. Tiến quá thần tốc. Bang bang. Stengosaurus phong. Phi tiêu bốn ma. Cephalosaurus, cố lên, lần này chúng ta phải thắng. Chiến đấu phụ thuộc vào kỹ năng, la hét vô ích thôi. Baji, Triceratops, làm ơn, hãy cố lên. Hả, Tengosaurus, Balancathus, cẩn thận. Người đánh sai chỗ rồi, người không đánh chúng ta. Chuyện gì vậy? Không đủ thông minh rồi. Đó là sức mạnh hỗ trợ từ Parasaurolophus. Chuyện này là sao vậy chứ? Đến lúc rồi. Lên. Ôi không, chúng ta thua rồi. Bây giờ thì đến lượt của ngươi. Hả? Chạy thôi. Yellow. Ê, Parasaurolophus đi đâu rồi? Sao nó nhìn buồn quá vậy hả? Mình hiểu rồi, đó là chiếc gương. Parasaurolophus, hãy thử chiếc máy ảnh làm đẹp này đi. Ta-da, Parasaurolophus, đừng buồn nữa. Nhìn nè, đây là một bức ảnh đẹp của cậu. Dù không có gương, cậu vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của mình mỗi ngày. Parasaurolophus. Cardon, Parasaurolophus muốn đi theo cậu đó. Đi theo mình hả? Thật hay quá. Nè, Parasaurolophus. Cậu khủng long thứ ba. Xe khủng long của cậu nâng cấp rồi. Đúng vậy, xe khủng long của mình cuối cùng cũng nâng cấp. Trích Chi, hôm nay là một ngày để ăn mừng. Cậu có thể chụp cho bọn mình một bức ảnh được không? 1, 2, 3, cười lên nào. Huấn luyện viên khủng long tập 16, trả đồ ăn giặc. Chúng ta nên đi hướng này. Chúng ta nên đi hướng kia. Ôi không, đồ ăn rơi hết ra khỏi ba lô của tớ rồi. Quang quang. Ơ ăn
Hả? Ờ, các cậu muốn gì đây hả? Chúng là Velocibes. Velocibes là loài khủng long ăn thịt. Chúng rất nhỏ bé và chúng di chuyển rất nhanh. Velocibes? Hả? Ờ, bỏ ra, bỏ ra. Hả? Ờ, dừng lại ngay. Hả? Mấy con khủng long ăn trộm thức ăn của Howell sao? Đi giúp cậu ấy nào. Trả lại đây cho tớ. Achille Tiris, lên đi. Achille Tiris, đi và bắt Velocibes đi. Piu, piu, piu. Piu, piu. Mệt quá. Trích chi, con đánh đi trước đi. Vậy cậu cần phải theo kịp đó. Tớ sẽ bắt kịp cậu thôi. Quang quang, quang quang. Velocibes đang ở ngay phía trước, bắt lấy nó đi. Hả? Ôi không, Velocibes đã bỏ chạy rồi. Anga, Anga, không quay, cậu không lấy lại được thức ăn sao? Trí Chi, ghê kìa, mấy con khủng long đang kêu cứu. Có phải là bẫy của đội săn không? Cậu nói đúng. Tớ có thể lấy lại đồ ăn vặt của mình, nhưng mà tớ cảm thấy thương chúng quá à. Bây giờ mình hãy giúp chúng mở lòng đi ha. Dừng lại. Đó là khủng long của bọn ta. Đội săn. Đội săn lại là các ngươi. Không thể tha thứ được. Các ngươi đừng cản đường bọn ta. Canotaurus, Velociraptor, lên đi. Hôm nay ta sẽ đánh bại tất cả các ngươi. Được thôi, xông lên đi. Trí Chi, tớ sẽ giúp cậu. Lĩnh vực tiến hóa, mở khóa. Lên đi, Tetris. Lên đi, Brachiosaurus, Achille Tiris. Kẻ quý chi bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Brachiosaurus sấm sét, Tetris được nữa. Lên đi, lên đi. Kengosaurus, Velociraptor. Lĩnh vực tiến hóa mở quá quá. Lên đi, Kengosaurus, Tetris, kiếm sĩ bảo tát, Velociraptor. Sấm sét bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Tyrannosaurus sao bắn? Tyrannosaurus bắn đường gió. Velociraptor bảo tồn. Lên đi, Tyrannosaurus thần gió, phi tiêu bóng ma. Đúng. Hơi. Vậy ta sẽ sử dụng gió xoáy Achille Tiris phóng quyền. Cái gì? Tetris, lao về phía trước, phá vỡ đội hình tấn công của chúng. Hãy quên đi, giật lông sâu băng, nhắm tới Tetris. Bảo sát. Chi, tớ sẽ giúp cậu. Brachiosaurus sấm sét đến lưu cậu. Tên lửa sức mạnh. Ha.
Ôi không, Velociraptor bảo tố, Carnotaurus cường tráng, nhảy lên cắn nó. Dùng điện giật để hạ gục nó đi. Carnotaurus cường tráng, tia chớp. Hả? Bây giờ tới lượt của ta. T-Rex hấp thụ tia sét. Nanh khủng long. T-Rex trả lại tia sét cho nó. T-Rex, Tigosaurus đang đến, hãy cẩn thận. Thời điểm tốt đã đến. Giật lông sâu băng, chặn đường T-Rex đi. Tệ quá, T-Rex. Tấn công kẻ địch và lao ra. Đi ngay. Mình làm gì bây giờ? Hả? Trichy, tớ sẽ giúp cậu. Brachiosaurus, Archaeopteryx, đi giúp T-Rex đi. Hả? Archaeopteryx tấn công chúng từ bên ngoài. Vũ quang. Ha! Tốt lắm, Brachiosaurus, mau hạ gục chúng. Cú giật sét. Ha! Làm tốt lắm. Giờ đến lượt tớ. Lửa bùng cháy. Hả? Chúng ta thắng rồi. Đánh tốt đấy, bọn ta sẽ sớm quay lại thôi. Anga, Anga, Anga. Carol, những con Velociraptor bị mắc bẫy rồi. Để tớ giúp chúng cho. Hả, Velocibet, cảm ơn các cậu đã trả lại đồ ăn cho tớ nha. Hugo, Velocibet muốn đi theo cậu. Anga, Anga. Tuyệt lắm, nào Velocibet. Anga. Hả? Hả? Xe khủng long nâng cấp rồi. Nâng cấp rồi. Không sai, mình đã nâng cấp. Ha ha. Cuối cùng xe khủng long của tớ cũng đã nâng cấp rồi. Huấn luyện viên khủng long tập 17, cuộc chiến giành trứng khủng long. Chúng ta cần đến điểm đến tiếp theo trước khi trời tối. Sao chúng ta không nghỉ ngơi ở đâu đó trước đi? Quang quang. Quang quang, chờ đã. Quang quang, nhìn đằng trước kia kìa. Quang quang, quang quang, quang quang, quang quang, quang quang, quang quang. Đó là một quả trứng khủng long. Là một quả trứng khủng long. Các cậu đã cùng nhau tìm ra nó hả? À, quang quang, quang quang, quang quang.
Nó sẽ là loài khủng long nào đây? Tớ cũng không biết. Chúng ta không biết cho đến khi nó ra đời. Đó là một quả trứng khủng long rất lớn. Chúng ta có thể dùng nó để ăn tối. Dừng lại, cậu không thể ăn nó. Thật không công bằng chút nào. Chúng ta đã cùng nhau tìm thấy nó. Tớ cũng có một phần trong đó mà. Vậy bắt nó đi, nếu cậu có thể. Rachiosaurus, cậu đang làm gì vậy? Quang, đến giúp tớ nào. Quang quang. Bằng băng. Quang quang. Hả? Quang quang. Quang quang. Chúng đang chơi gì vậy? Trông rất thú vị đó. Ta có thể chớp lấy cơ hội để đánh cắp T-Rex. Quang quang. Bằng băng. Quang. T-Rex bọn ta đến đây. Cứ chở đó đi. Quang quang. Quang quang. Bằng băng. Bằng băng. Không được. Băng. Hổn. Hổn. Hay là đưa nó cho tớ đi. Quên đi. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta cũng không thể chia quả trứng khủng long thành ba được. Thi đấu. Hãy có một trận đấu loại trực tiếp đi ha. Người chiến thắng sẽ nhận được quả trứng khủng long. Quang quang. Mình tham gia. Quang quang. Quang quang. Quang quang. Không sao đâu, Triceratops, nghỉ ngơi đi. Bạn Tri, lên đi. Terry à, bọn tớ trông chờ hết vào cậu đó. Ai trong hai cậu sẽ lên trước? Mình, nếu mình đánh bại cậu, Howell không phải là đối thủ của mình. Carol, đừng cảm thấy tệ sau khi cậu thua tớ. Cứ chờ mà xem. Thế đi, đến lúc thể hiện khả năng của cậu rồi đó. Giao giao. Giao giao. Cô đơn. Giao giao. Giao giao. Giao giao. Giao giao. Giao giao. Giao giao. Móng vuốt của Tyrannosaurus không phải là móng vuốt của Tyrannosaurus. Thầy Tri, tấn công chỗ nào khác đi. Giao giao. Giao giao. Cú được. Cú được. Cú được. Cú được. Giao giao. T-Rex, ta đến đây. Hả? Đó có phải là một quả trứng khủng long hay không? Chính xác rồi. Quả trứng khủng long đó sẽ là của chúng ta thôi. Therosau, Tengosaurus, lên đi. Yilu, Yilu. Yilu, Yilu. Tiến lên nào, tiến lên. Tiến lên. Tiến lên nào. Ôi. Cuối cùng cũng có nó. Cuối cùng cũng có nó rồi. Cứ được. Giao giao. Giao giao. Cứ được. Cứ được. Giao giao. Chờ đã. Chết chi. Cậu bỏ cuộc rồi sao? Quả trứng khủng long đã biến mất rồi kìa. Hả? Đáng lẽ quả trứng phải ở đây. Có phải Therizinosaurus đã đá nó vào cát không? Hả? Là bọn chúng đó. Yeah, chúng ta có quả trứng rồi. Đội săn đã trộm quả trứng rồi. Ôi không, chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Trả lại cho chúng ta. Trả lại cho chúng ta. Stegosaurus, giao giao. Chặn được chúng lại đi. Yilu. 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 Quang quang. Yilu. Bằng băng. Yilu. Giao giao. Hả? Bolacanthus, lên đi. Bolacanthus, hãy giúp Tengosaurus chiến đấu chống lại chúng đi.
Mada, Mada. Tilu, Tilu. Quang quang, quang quang. Bang bang. Hả? Giao giao. Hả? Hả? Bang bang. Cô được. Theo đuôi sau. Mang quần đi. Yilu, Yilu. À, tìm rồi sao? Đang chạy trốn. Tay rết, đuổi theo nó. Yilu, Yilu. 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 Hả? Hí. Ta đã có quả trứng rồi. Ủa? Hả? À? Rất, nó là một con Tabosaurus. Ờ. À? Hả? Ờ, ta không phải mẹ đâu. Ờ, ta là bố đó. Hả? Ờ, ừ, ừ, ừ. Ngươi tên là gì vậy? Rất, nó là một con Tabosaurus. Tabosaurus, một loài khủng long ăn thịt, là một trong những loài khủng long ăn thịt mạnh nhất. Tiêu rồi, bọn chúng đã trộm được Tabosaurus. Hả? Git, khủng long đã sinh ra, chúng ta không thể ăn quả trứng đó nữa rồi. Đồ tham ăn, cậu định ăn một quả trứng khủng long trước khi nó được sinh ra sao? Tabosaurus, hãy gặp các anh của cậu, Tengosaurus và Bolacathus. Tila, Tila. Mada. Tila. Mada. Tabosaurus, chúng là bạn của chúng ta, đừng làm hại chúng mà. Hả? Sao chúng dám lấy trứng khủng long của chúng ta? Chúng ta phải dạy cho chúng một bài học. Đúng vậy, trả Tabosaurus cho chúng ta. Lên đi. Bang bang, cu du, bang bang, giao giao. Giao giao, bang bang. Nhiều khủng long quá đi. Bang bang, cu du. Ta không sợ các ngươi đâu. Tiến lên đi. Tabosaurus là của chúng ta. Cu du. Kiếm sĩ bảo táp. Hắn bắt nó rồi. Hả? Hắn cũng có ba con khủng long. Tabosaurus là của ta rồi. Xe khủng long của ta đã nâng cấp. Xe khủng long của ta đã nâng cấp rồi. Cái gì? Xe khủng long của hắn đã được nâng cấp? Hôm nay ta sẽ bỏ qua T-Rex. Đi thôi. Hẹn gặp lại. Đội săn khó chịu kia. Chuyện này chưa xong đâu.